Tuấn Hưng cưỡi ngựa chiến hơn 15 tỷ đồng dạo phố đêm Hà Nội. Chiếc xe giá trị gần 20 tỷ đồng, có biển số cực đẹp, vừa được Tuấn Hưng bổ sung vào bộ sưu tập xe sang của mình. Mới đây trên Facebook cá nhân, nam ca sĩ Tìm Lại Bầu Trời đã đăng tải một đoạn clip về chiếc siêu xe mà anh mới mua. Theo đó, chiếc xế hộp màu đỏ có giá trị tiền tỷ được Tuấn Hưng đặt mua ở nước ngoài, vừa chính thức cập bến tại Việt Nam. Ngay lập tức, ông bố hai con lái thử chiếc xe này dạo phố đêm Hà Nội và không quên chia sẻ niềm vui với bạn bè. Nam ca sĩ phấn khích lái chiếc xe mới của mình dạo phố đêm Hà Nội, cận cảnh chiếc siêu xe mà Tuấn Hưng vừa trở thành chủ sở hữu. Được biết, ngoài giá thành khủng, chiếc xe của nam ca sĩ còn có biển số rất đẹp. Tuấn Hưng chia sẻ niềm vui lên trang cá nhân sau khi mạnh tay tậu chiếc xe sang. Sau đó Tuấn Hưng lại bị đàn anh Duy Mạnh buông lời bóng gió. Trước đó Tuấn Hưng từng sắm nguyên một đôi xe cho cả hai vợ chồng. Đây là món quà anh tặng bà xã trước ngày cưới. Tuấn Hưng là một trong những nam ca sĩ thành công và giàu có của showbiz Việt. Sau nhiều năm đi hát, anh chàng sở hữu khối tài sản đáng nể mà nhiều ngôi sao đàn em phải ước ao. Bên cạnh đó, vợ Tuấn Hưng cũng là một nữ doanh nhân có khả năng kiếm tiền giỏi không kém chồng. Vợ chồng Tuấn Hưng được xem là một trong những cặp đôi thành công và hạnh phúc nhất nhì trong showbiz hiện nay. Và có thể nói, khi so sánh giữa hình ảnh của một Tuấn Hưng ngày trẻ, khi anh vừa xa gia đình vào năm lập nghiệp với nhiều mối tình gây xôn xao làng giải trí, và một Tuấn Hưng hiện nay khi đã làm chồng làm cha, luôn biết bảo vệ gìn giữ từng phút giây hạnh phúc bên mái ấm là một khác biệt rất lớn. Ắt hẳn để có được điều này, không thể phủ nhận một phần tác động không nhỏ đã đến từ ngay chính người vợ thân yêu của anh. Khâm phục hành trình nuôi con một mình của Việt Trinh, tôi sẽ làm mẹ đơn thân đến tận cuối đời vì... Lần giờ lại cuộc đời Việt Trinh mới thấy, bên cạnh hào quang danh vọng, chị đã phải chịu đựng biết bao biến cố, để rồi sống trong những chuỗi ngày ẩn mình trong khuất lấp. Nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn và phận hồng nhan chuông chuyên buồn tuổi. Với tài năng và nhan sắc của mình, nữ diễn viên Việt Trinh nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng diễn xuất của thập niên 90. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chị, bộ phim Người đẹp Tây Đô đã đưa tên tuổi chị nổi như cồn, trở thành một trong thương hiệu phim ảnh thời bấy giờ. Xinh đẹp và tài năng là vậy, nhưng Việt Trinh lại gặp phải nhiều biến cố tình cảm và nhiều chuyện không hay trong công việc. Công chúng từng một thời xôn xao trước những lời tố của người trong nghề rằng Việt Trinh mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe và xem thường các đồng nghiệp. Dù nổi tiếng và được o bế, người đẹp vẫn bị đồng nghiệp và người trong nghề ghét bỏ. Song sự ác cảm ấy chẳng là gì so với những biến cố trong chuyện tình cảm, gia đình mà chị phải gánh chịu. Chọn Bến Đỗ là một vị đại gia tinh bê đình đám, chị Việt Trinh đã khóc cạn nước mắt trong cay đắng khi vị đại gia này vướng vào lao lý và sau đó bị phán án tử hình vì gây thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Dư luận chấn động khi vị đại gia này dùng khoản tiền hàng trăm tỷ đồng nướng vào sới bạc và hối lộ quan chức. Và tất nhiên, người làm vợ như chị khổ sở không ít vì bị bủa vây bởi bao lời dèm pha dị nghị của dư luận. Trải qua một lần lỡ dở nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với chị trong đường tình duyên. Người đàn ông thứ hai của chị, đại gia G, cũng vướng vào vòng lao lý vì dính líu đến một vụ lừa đảo. Hiện người đàn ông này vẫn đang thi hành án tù chung thân sau khi thoát khỏi án. Thời điểm đó, dù một mực phủ nhận mối liên quan này, nhưng dư luận vẫn cay nghiệt, chỉ trích Việt Trinh, nói là người đẹp tai họa, người đàn bà có số sát phu. Những biến cố đó không chỉ khiến người đẹp phải chịu bao nỗi ê chề, mà còn làm mất luôn cả sự nghiệp. Bị khán giả và các nhà sản xuất phim quay lưng, chị gần như biến mất khỏi làng giải trí. Tìm thấy hạnh phúc khi trở thành mẹ đơn thân với đứa con trai thiên thần. Trong những ngày tăm tối bão bùng của cuộc đời, Việt Trinh lánh mắt để tìm chút bình an cho mình. Người đẹp hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời Việt Trinh. Chính con trai là nguồn sống và động lực để nữ diễn viên tự vực dậy và bắt đầu lại cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình. Có con rồi trở thành một người mẹ chín chắn, Việt Trinh mới nhìn lại những ngày trẻ nông nổi và bồng bột, thấy ân hận vì cách sống và cách đối nhân xử thế không tốt của mình. Việt Trinh từng chia sẻ, con chính là món quà kỳ diệu nhất mà ông trời đã ban cho. Có con rồi, cuộc đời và con người của Việt Trinh gần như thay đổi hoàn toàn. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong đời cô. Nó làm cho tôi biết sống vì người khác hơn, biết yêu thương người khác hơn. Sự ra đời của con khiến người đẹp quên đi bao buồn tuổi, u phiền trước kia. Nhìn con hiếu động chạy nhảy, nghe con bi bô tập nói, hay ê a hát hò là thấy yêu đời, thấy lòng thanh thản trở lại.
Nhắc đến con trai, Việt Trinh mới tâm sự về quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi chưa bao giờ khuyên ai đó nên độc thân hay nên làm mẹ đơn thân, vì tôi tin mỗi người có một duyên nợ và nghiệp khác nhau. Tôi cũng nhận được những tâm sự từ các chị em phụ nữ than khổ trên trang cá nhân. Nhiều khi đọc mà tôi muốn khóc vì hôn nhân của họ không hạnh phúc. Nhưng không lẽ tôi khuyên họ nên chia tay, nuôi con một mình sẽ sướng hơn? Tôi chỉ có thể khuyên họ cứ theo duyên nghiệp, cứ thế mọi thứ tự nhiên. Khi cái duyên hết sẽ tự động chia tay. Việt Trinh từng có lúc đắn đo, không muốn công bố chuyện mình có con vì sợ bé sẽ bị tổn thương vì không có cha. Nhưng rồi chị lại thấy việc mình tuyên bố là một bà mẹ đơn thân chỉ là một chia sẻ nhẹ nhàng. Khi được hỏi về cha ruột đứa bé, Việt Trinh chỉ cười bảo hãy để đó là một bí mật của riêng chị. Trải qua nhiều sóng gió tình cảm rồi làm mẹ, nên Việt Trinh ngộ ra nhiều vấn đề về thân phận và thiện tính của một người phụ nữ. Người đẹp không còn quá thiết tha với chuyện tình cảm, cũng chẳng khao khát tìm kiếm một người đàn ông cho riêng mình, vì nữ diễn viên cho rằng vạn sự tùy duyên. Sau khi chia tay bố Thiện Nhân, tên con trai của Việt Trinh, vài người có cảm tình với tôi, nhưng tôi ngại tiến tới vì vết thương lòng ngày xưa quá lớn. Tôi lo họ sẽ không thương con tôi thì tội bé lắm. Ngoài ra tôi đã già để có thể yêu đương nồng nhiệt. Mối quan tâm lớn nhất của chị bây giờ vẫn là đứa con trai yêu quý, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao và duy nhất của người đẹp. Việt Trinh từng chia sẻ rằng, với tôi, có con đó là một tài sản lớn vô bờ bến và như thế đã là quá đủ. Con trai đã khiến Việt Trinh sống lại có thêm động lực để phấn đấu trở lại. Người đẹp Tây Đô từng nói phải sống thật tốt để làm gương cho con. Có một thời chạy theo cuộc sống đủ vật chất nhưng bây giờ thức tỉnh. Việt Trinh mong muốn dạy con về lòng nhân ái, biết yêu thương và chia sẻ với những người khốn khó. Vì thế, ngay khi con trai 3 tuổi, người đẹp đã dẫn con đi làm từ thiện ở các trung tâm mồ côi để con có thể cảm nhận được những hạt giống thiện nguyện dừng nảy nở trong tâm hồn. Giờ đây, đối với một người phụ nữ đã đi qua nhiều giông tố như Việt Trinh, thì cuộc sống là một thiên đàng. Người ta không thể đòi hỏi quá nhiều và hạnh phúc nằm ở trong tâm. Với người đẹp, con chính là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Trường Giang gặp biến, Nhã Phương vội nói lời chia tay. Mới đây, Nhã Phương đã có những chia sẻ khiến nhiều người cho rằng tình cảm giữa cô và Trường Giang đang có vấn đề. Trên trang cá nhân của mình mới đây, Nhã Phương đăng tải dòng trạng thái khiến người hâm mộ lo lắng. Cô viết, đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười, ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười này. Nhã Phương chia sẻ rằng cô đang buồn nhưng vẫn nở một nụ cười tươi. Nhiều người cho rằng gần đây Nhã Phương có chuyện buồn về mặt tình cảm, cũng ít thấy cô và Trường Giang xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Bản thân Nhã Phương luôn có những chia sẻ buồn mang chút hoài niệm về ngày xưa. Chia sẻ của diễn viên tuổi thanh xuân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Một người dùng mạng bình luận, Nhã Phương ơi, mong chị lúc nào cũng cười thật tươi nhé, bởi vì nụ cười của bạn sẽ mang lại niềm vui cho rất nhiều người xung quanh đấy. Trong khi đó, một người khác lại khuyên nhủ, có lẽ Nhã Phương đang rối trong lòng vì Trường Giang gặp phải chuyện không may, tuy nhiên hãy luôn nhìn về phía trước nhé, có lạc quan thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Trước đó Trường Giang đã gặp tai nạn không may. Được biết, chiếc xe Mercedes của danh hài này đã đâm vào đuôi một chiếc xe khác. Điều làm cho dư luận chỉ mũi dùi chỉ trích Trường Giang là vì cách ứng xử của anh ngay sau vụ tai nạn khi đang say xỉn là to tiếng quát mắng nạn nhân khi bị quay clip. Tuy cơ quan chức năng đã xác định Trường Giang tuy say xỉn nhưng lại không phải người lái xe, thế nhưng dư luận vẫn hết sức thất vọng với các hành xử của Trường Giang. Trong khi đó, dường như mặc kệ dư luận, Trường Giang vẫn tới trường quay vui vẻ như bình thường sau tai nạn anh gây ra. Nam danh hài cũng chưa hề có bất kỳ lời bào chữa nào về vụ việc này. Trấn Thành hối hận về phát ngôn vào miệng, tất cả hình ảnh tôi gây giận đã bị xóa sạch. Trấn Thành sốt 40 độ phải xét nghiệm máu trước giờ sự kiện diễn ra, nhưng anh đến chung vui cùng ekip. Nam danh hài cũng đầy tâm trạng khi nhắc lại scandal vạ miệng, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng. Chiều vừa qua, 21 tháng 9, Trấn Thành đến dự buổi ra mắt show truyền hình mới mang tên chính mình. Nam diễn viên xuất hiện tại sự kiện với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười. Ông xã Harry Won giải bày, anh đang bị sốt rất cao, tận 40 độ, ho nhiều và mắt đỏ ngầu. Trước khi đến sự kiện, Trấn Thành đã phải ghé bệnh viện để làm xét nghiệm máu.
Nam MC diện bộ trang phục đen giản dị và tiếp tục đi đôi giày độn để tăng chiều cao, anh còn xách theo ví cầm tay hàng hiệu. Trấn Thành cũng tâm sự rằng anh có một tâm huyết lớn và ấp ủ muốn làm một talk show cho riêng mình, dù hoạt động và tham gia rất nhiều game show. Nhưng với anh, talk show mới là nơi khẳng định đẳng cấp và dấu ấn riêng của một người MC. Đó cũng là lý do khiến anh nhận lời tham gia chương trình này. Tại sự kiện, Trấn Thành cũng thật lòng chia sẻ về việc bị mọi người hiểu nhầm rằng đây là show riêng của anh đứng ra sản xuất. MC Đa Tài thẳng thắn chia sẻ rằng đây là show của Đài Phát Thanh và Truyền hình Vũng Tàu sản xuất và có lời mời anh tham gia và lấy tên Chuyện Tối Nay với Thành để chương trình có màu sắc riêng. Khi được hỏi vì sao Harry Won không được mời vào talk show riêng của mình, nam MC hớm hỉnh chắc rằng chắc phải về hỏi lại vợ quá hay là hạng B nên không được mời. Khi nhận được câu hỏi về sự im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian dài vừa qua, sau lần vạ miệng, nam nghệ sĩ ngậm ngùi cho biết, tất cả hình ảnh tôi gây dựng đã tan biến, những điều mình đã nỗ lực đóng góp từ rất lâu đã đồng loạt bị xóa sạch, đập nát vì những điều rất nhỏ nhặt mà tôi nghĩ nó không đáng có trong cuộc đời mình. Nhưng nó cũng đã xảy ra, dù muốn dù không thì nó cũng đã đến và tôi không trách ai hết, chỉ trách mình không khéo vì không giữ được sự bình tĩnh, làm mất đi hình ảnh đẹp mà mình đã gây dựng. Tôi đã có một bài học để mình rút kinh nghiệm sâu sắc. Trấn Thành chia sẻ rằng anh đã rút được bài học sâu sắc sau sai lầm mà mình mắc phải. Ngoài hai vị hot Trấn Thành và Đức Chí, sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Nguyên Vũ, ca sĩ Hà Thúy Anh, siêu mẫu Nam Phong, diễn viên Helen Thanh Đào. Phản ứng trái ngược của Trấn Thành, Trường Giang, Nu Phước Thịnh và Sơn Tùng khi gặp fan nữ. Tưởng Trấn Thành, Trường Giang bảo lắm, không ngờ gặp fan thì lại cứng người, thua hết Nu Phước Thịnh và Sơn Tùng. Trường Giang nổi tiếng bạo dạn vì có nhiều khoảnh khắc sàm sỡ đồng nghiệp như thế này. Tuy nhiên lúc gặp fan thì lại rất đúng mực. Chỉ chụp ảnh đơn giản như thế này thôi. Thậm chí còn đứng rất xa. Như thế này là đã thân thiết lắm rồi. Trấn Thành chẳng khác gì Trường Giang, có rất nhiều khoảnh khắc nhạy cảm với đồng nghiệp. Nhưng gặp fan thì lại đứng đắn luôn. Khó mà tìm thấy hình ảnh anh thân thiết như ôm ấp hay phone fan. Liệu có phải vì đã có chủ nên hai anh chàng này mới e ấp như vậy? Nói tới sự bạo dạn thể hiện tình cảm với fan thì không thể không kể tới Tuấn Hưng. Nhưng fan cứ muốn tình cảm thế này thì nhiều lúc cũng phải bó tay. Hơn nữa Tuấn Hưng còn được các fan nữ vô cùng yêu mến nên rất muốn thể hiện tình cảm kiểu này. Mới đây anh còn có khoảnh khắc vô cùng thân mật với fan nữ. Mức độ thân thiết của Sơn Tùng với fan nữ cũng rất đáng cảnh cáo. Cứ ôm ấp thắm thiết thế này thì ai mà chịu nổi. Phải công nhận Sơn Tùng ngày càng bạo dạn, cứ như thế này thì fan nữ nào chẳng yêu Sơn Tùng. Nu Phước Thịnh cũng rất thoải mái trong việc thể hiện tình cảm với fan. Ôm ấp và để fan nữ lau mồ hôi là điều hết sức bình thường, thậm chí còn có cả hôn môi luôn. Nói về mức độ bạo dạn thì cũng không thể thiếu Hồ Quang Hiếu. Các fan nữ cứ bu lại mà anh chàng chẳng hề ngượng ngùng gì luôn. Nhìn Khởi My, Trương Quỳnh Anh hồi xưa chưa lột xác đã sốc, quay sang Nhật Kim Anh, thời quê kiển mà cạn lời. Độ quê của cả Khởi My lẫn Trương Quỳnh Anh cộng lại có lẽ mới bằng được Nhật Kim Anh. Khởi My của hiện tại đã giản dị, thế nên nhiều năm về trước càng muôn phần mộc mạc cũng là điều dễ hiểu. Khuôn mặt tròn xoe, nước da ngăm đen và những kiểu tóc hợp mốt, trung thành với những chiếc áo sơ mi kín đáo, màu mè sặc sỡ nổi bật khó tả. Thời gian cũng dần dần hoàn thiện nhan sắc của Trương Quỳnh Anh. Trước khi sở hữu vẻ đầm thắm sang trọng như hiện tại, người đẹp cũng từng trải qua giai đoạn xến xẩm như thế này. Thế nhưng mức độ quê kiện của cả Khởi My lẫn Trương Quỳnh Anh cộng lại có lẽ mới bằng được Nhật Kim Anh. Mỹ nhân sinh năm 1985 như đang quảng cáo kem đánh răng trên tờ lịch. Cưa sừng làm nghé với mái tóc bằng nhưng có vẻ như không thành công. Nhan sắc quá khứ thô sơ chưa thực sự rạng rỡ của Nhật Kim Anh. Thêm loạt ảnh hồi thiếu niên của Nhật Kim Anh khiến nhiều người có thể sẽ không nhận ra. Nước da đen sạm và rám nắng. Chụp ảnh bên mẹ hồi Tết năm 1992 với bộ quần áo đẹp nhất lúc bấy giờ. Tạo dáng tại Đầm Sen năm 1995. Nhật Kim Anh năm 7 tuổi bị súng răng nên phải ngậm chặt môi khi cười.
nữ diễn viên là người thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Today.